xin kính chào quý vị và các bạn. Rất là vui ngày hôm nay tôi được gặp lại quý vị và các bạn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn những kinh nghiệm về cách chăm bón những luống cây mùng tơi lá và xanh hiệu quả nhất các bạn. Khi chúng tôi đã trồng được những luống cây mùng tơi lá và xanh và chúng tôi đã đi chăm tưới nước ẩm cho những luống cây mùng tơi lá và xanh tưới nước ẩm mỗi ngày cho những luống cây giống mới trồng và tôi tưới nhiều ngày ẩm đất cây giống phát triển rất nhanh và chúng tôi chăm tưới lượt phân bón đầu tiên cho những luống cây giống cây mùng tơi lá và xanh. Chúng tôi đã chăm bón rất hiệu quả